Một mùa dưa hấu Tết nữa lại về, nông dân ở xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻ đang chăm sóc các diện tích dưa hấu để cung cấp cho thị trường Tết âm lịch sắp tới. Đây là nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần cuối của chương trình hôm nay. Nhưng trước hết xin mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý khác. Hơn 600 tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch kênh nông trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đã được cấp sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Ghi nhận hiệu quả của một tổ liên kết sản xuất rau an toàn tại thành phố Bảo Lộc. Thái Nguyên tích cực triển khai các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân nhiều địa phương ở Quảng Ngãi ra đồng gieo trồng và tiếp tục chăm sóc rau màu để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Thưa quý vị, nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành là một nhãn hiệu dùng chung cho 4 sản phẩm đặc trưng thế mạnh của thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận là rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch kênh nông. Đến nay thì con số các tổ chức cá nhân sử dụng nhãn hiệu đã tăng cao, phát huy được giá trị nhãn hiệu gắn với địa danh Đà Lạt. Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết đến nay thì thành phố Đà Lạt đã cấp quyền sử dụng chứng nhận nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho 615 tổ chức cá nhân trên địa bàn và các huyện phụ cận. Trong đó có 502 tổ chức cá nhân sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa Đà Lạt, 80 tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm rau Đà Lạt, 23 tổ chức cá nhân sản xuất và kinh doanh sản phẩm cà phê Arabica, 10 tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm du lịch kênh nông. Trước đó thì Sở Công Thương đã tham mưu xây dựng kế hoạch hành động phát triển và quảng bá thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành giai đoạn 2021-2025 được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành tại kế hoạch số 1386 ngày 9 tháng 3 năm 2021. Sở đã tập trung cho công tác tuyên truyền, hỗ trợ, kiểm tra trong việc cấp và sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu, tư vấn kỹ thuật, quản lý thương hiệu, truyền thông thương hiệu trên các chuyến bay, hệ thống báo chí, vận hành website thương hiệu và xây dựng cổng chào du lịch kênh nông. Trước khó khăn của đại dịch, một lần nữa sản phẩm có thương hiệu và có tham gia vào chuỗi liên kết vẫn vượt qua được khó khăn, khẳng định đây là hướng đi đúng và bền vững. Vâng, năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp thành phố Đà Lạt đã chủ động nhiều giải pháp để ổn định các chuỗi tiêu thụ nông sản trên địa bàn. Theo đó, địa phương thường xuyên rà soát các hộ khó khăn về thị trường để kết nối với các hợp tác xã, doanh nghiệp theo chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương Lâm Đồng đưa thông tin các doanh nghiệp, hợp tác xã lên sàn thương mại điện tử để thúc đẩy các hình thức kinh doanh nông sản trực tuyến. Kết quả đến cuối tháng 12 năm 2021, toàn thành phố Đà Lạt đã phát triển hoạt động của 162 doanh nghiệp, 53 hợp tác xã và một liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó có 27 chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ ổn định theo hợp đồng các loại nông sản như rau, hoa, khoai lang sấy, hồng sấy ở địa bàn các xã Tà Nung, Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành. Không chỉ trên địa bàn thành phố Đà Lạt, các chuỗi liên kết ở các địa phương khác trong tỉnh cũng đã khẳng định được hiệu quả, nhất là sau cơn bão COVID-19. Sản phẩm vẫn được bán ra trôi chảy, thu nhập của nông hộ ổn định. Đây là một thành công. Đúng rồi đó Thúy Vi, và không chỉ có doanh nghiệp hợp tác xã với các hợp đồng lớn, mà các tổ hợp tác, tổ liên kết ở mỗi xã, phường, thị trấn cũng đã phát huy được hiệu quả. Sau đây là ghi nhận tại tổ sản xuất rau an toàn tổ dân phố 1A, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc. Mời quý vị cùng theo dõi. Đầu năm 2017, Hội Phụ Nữ phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc đã chọn tổ dân phố 1A làm điểm để thành lập tổ sản xuất rau an toàn theo hướng Việt Gáp. Quy mô đất trồng rau ban đầu được quy hoạch trồng tập trung là 5 hectare, gồm 17 nông hộ tham gia trồng luân canh nhiều loại rau củ, chủ yếu là rau ngắn ngày. Sau 5 năm hoạt động, tuy không gia tăng về số lượng thành viên hay diện tích canh tác, nhưng sản phẩm của tổ sản xuất đã được ký hợp đồng thu mua với siêu thị Co-op-Mart và một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi với sản lượng là 18 tấn một năm. Còn lại các sản phẩm rau hàng ngày được luân canh trong mỗi nông hộ được bán trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Dù thời gian qua ảnh hưởng của dịch bệnh làm giá cả nhiều loại rau củ lên xuống thất thường, nhưng nhờ luân canh, xen vụ hợp lý, 17 thành viên của tổ sản xuất rau an toàn 1A Lộc Tiến vẫn có nguồn thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng một sào trong thời gian từ 20 đến 45 ngày gieo trồng tùy loại rau. Chuyển sang một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý ở các địa phương trong cả nước vào thời điểm này. Thưa quý vị, cuối đông là lúc nhiệt độ các tỉnh thành phía Bắc xuống thấp kèm theo các đợt rét đậm rét hại. Do đó, các địa phương đều đang bằng nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân bảo vệ vật nuôi.
và tại tỉnh Thái Nguyên, công tác phòng chống đói rét đối với đàn gia súc gia cầm để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thời tiết rét đậm rét hại gây ra cũng đang được người dân và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai. Bước vào mùa đông, đặc biệt là những đợt rét đậm rét hại, tỉnh Thái Nguyên thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn đôn đốc công tác phòng chống đói rét, trong đó đặc biệt chú trọng khu vực các huyện miền núi và vùng cao. Lực lượng chuyên môn sẽ trực tiếp hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi tu sửa, gia cố chuồng trại, cách ủ, dự trữ thức ăn từ tinh bột để cung cấp đủ dinh dưỡng cho gia súc, tuyên truyền vận động người chăn nuôi di chuyển đàn trâu bò ra khỏi khu vực núi cao, đưa về chỗ nuôi nhốt, không thả rông trong rừng núi, không chăn thả ngoài trời. Bên cạnh việc phòng chống đói rét, tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức tiêm phòng bổ sung vaccine cho đàn gia súc gia cầm, hướng dẫn khuyến khích người dân các biện pháp kỹ thuật về vệ sinh thú y, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, không để dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh gây hại. Thưa quý vị, đây là diện tích trồng ổi trên địa bàn của xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo quy trình Việt Gáp, đã được thực hiện từ đầu năm 2021. Thay đổi cách trồng truyền thống trước đây, hạn chế việc quả không đạt chất lượng đồng đều và sản lượng thấp. Trong khi nông sản Quảng Ninh đang gặp khó khăn trong vấn đề tiêu thụ giữa đại dịch, tuy nhiên các diện tích ổi Việt Gáp ở Sơn Dương của thành phố Hạ Long thì vẫn bán đắt hàng nhờ cách làm mới này. Trung tâm khuyến nông tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ kinh tế nông nghiệp thành phố Hạ Long, Hội nông dân xã Sơn Dương để hướng dẫn chỉ đạo nông dân cắt tỉa sớm sau khi thu hoạch hết hàng loạt quả chín vào tháng 2, tháng 3 để hạn chế hòa tháng 3, tháng 4 cho quả chính vụ. Áp dụng biện pháp trẻ hóa từng phần để vừa tạo quả rải vụ, vừa trẻ hóa cây, qua đó giúp cây vẫn cho quả liên tục, kéo dài chu kỳ khai thác cho cây. Quá trình được thực hiện từ 20 đến 30 ngày một lần. Đây là mô hình sản xuất ổi theo Việt Gáp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Mô hình giúp nông dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất để tạo ra các sản phẩm đạt năng suất và chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Sản phẩm tạo ra đảm bảo yêu cầu về chất lượng an toàn thực phẩm. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, tranh thủ thời tiết thuận lợi thì nông dân ở nhiều địa phương ở đây đã ra đồng gieo trồng và tiếp tục chăm sóc rau màu để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Thời điểm này, tại các vùng chuyên canh sản xuất rau, nông dân các xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Hà, Tịnh Long, Tịnh An của thành phố Quảng Ngãi đang hối hả ra đồng làm đất, xuống giống các loại rau. Sản phẩm rau ở đây không chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh mà còn được các thương lái thu mua và đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh thành lân cận. Theo hầu hết nông dân tại đây cho biết, vụ Tết năm nay ngoài các loại rau chủ yếu như cải thìa, bắp cải, còn có rất nhiều loại rau củ khác như củ cải, hành lá, ngò rí, đậu cô ve. Nhìn chung rau xanh cung ứng cho thị trường Tết rất đa dạng, dự kiến sẽ cho năng suất vượt trội vì thời tiết thuận lợi. Người dân có sự chuẩn bị chu đáo từ trước về kỹ thuật làm đất cũng như cây giống, cách chăm sóc cây trồng. Thống kê từ Hội Nông dân thành phố Quảng Ngãi, trên địa bàn thành phố có trên 334 hectare rau các loại, tập trung chủ yếu ở các xã Nghĩa Hà, Nghĩa Dũng, Tịnh An, Tịnh Châu, Tịnh Long, Tịnh Thiện. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, địa phương đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức các buổi tập huấn và định hướng sản xuất cho người trồng rau. Thưa quý vị và các bạn, huyện Đạ Tẻ là một trong số ít những địa phương có khí hậu phù hợp với việc canh tác cây dưa hấu. Đến hẹn lại lên thì những vườn dưa hấu triệu quả đang chờ ngày thu hoạch với kỳ vọng được mùa, được giá. Vào thời điểm này, nông dân trên địa bàn xã An Nhơn của huyện Đạ Tẻ đang tích cực chăm sóc diện tích dưa hấu để phục vụ cho Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm những vườn dưa Tết này ngay sau đây. Xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻ là một trong những xã có diện tích dưa hấu lớn nhất huyện. Những ngày này, nông dân đang tập trung toàn lực để chăm sóc cho diện tích dưa hấu đang bắt đầu ra quả. Thời tiết năm nay khá thuận lợi cho vụ dưa Tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nông dân lo ngại dưa hấu khó xuất khẩu với lượng lớn nên trồng ít hơn mọi năm. Năm nay cái dịch bệnh đó mình trồng ít ra, đó. Mà mình hy vọng là năm nay cái dưa Tết nó được tí. Nói chung là trồng dưa hấu là khó thì nó cũng chẳng khó, mà điều cái là công cán của nó là tỉ mỉ. Nghề trồng dưa hấu ở Đạ Tẻ gần 20 năm, nhưng nông dân đa số chỉ trồng được một vụ Tết. Vì đây là thời điểm ít mưa, sẽ không gây ra tình trạng nứt trái khi dưa hấu gần thu hoạch. Dưa hấu cho lợi nhuận cao hơn lúa nhiều lần nên được giá. Nhưng vốn đầu tư cao và năm nay, các loại phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao khiến nông dân cũng dè dặt khi mở rộng diện tích. Thì cũng cứ trồng năm ba sao cũng hát đồ giấy đồ lại. Bây giờ cứ làm đại cho có biết, hy vọng là sao dịch đồ đây mà biết đâu. Cứ làm đại để cho biết. Đầu tư trục cho nhiều lắm. Cái đấy mà 35 triệu đâu đấy. Vào vụ Tết, toàn huyện Đạ Tẻ có khoảng 200 hectare dưa hấu.
riêng xã An Nhân có hơn 40 hectare, nhưng diện tích này đã giảm hẳn so với mọi năm. Tuy nhiên nông dân lại có xu hướng trồng các loại dưa hấu đa dạng hơn và nhiều giống có chất lượng cao. Bình quân dưa hấu trồng tại Đà Tẻ đạt năng suất từ 6 đến 7 tạ một sào. Nếu được thu mua từ 10.000 đồng một ký, thì nông dân có thể lãi vài trăm triệu trên một hectare. Chúng ta cùng kỳ vọng cho mùa dưa hấu năm nay của bà con nông dân ở Đà Tẻ sẽ được mua và được giá để đón một cái Tết đầm ấm và đủ đầy. Quý vị và bà con quan tâm muốn chia sẻ thông tin có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số điện thoại quen thuộc 02633 829930. Xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.